Thưa quý vị và các bạn, mũ bảo hiểm là vật dụng không thể thiếu đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy hiện nay. Tuy nhiên, chọn mũ bảo hiểm đạt tiêu chuẩn, đội mũ bảo hiểm đúng cách vẫn là điều mà nhiều người trong chúng ta thường bỏ qua. Chương trình An toàn giao thông hôm nay xin được nói rõ hơn về vấn đề này. Từ khi thực hiện nghị quyết số 32 của Chính phủ năm 2007 quy định về việc bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, số vụ tai nạn chấn thương sọ não trên cả nước do tai nạn giao thông gây ra đã giảm đáng kể. Tỷ lệ người đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông đã đạt trên 90%. Tuy nhiên, nhiều người sử dụng mũ bảo hiểm vẫn chưa dám tin chắc rằng chiếc mũ mình đội có đảm bảo tiêu chuẩn hay không. Anh thường hay mua mũ bảo hiểm ở đây vì mũ bảo hiểm ở đây có uy tín chất lượng và anh cũng hay giới thiệu cho gia đình hay mua ở đây. Anh lựa chọn mũ bảo hiểm như thế nào ạ? Anh thì chỉ đội cái nào vừa đầu thôi, chứ còn không biết là tem mác thì mình không nắm chắc lắm. Anh ở trong trên Sapa, anh hay phải đi đường dài cho nên là thường khi là hay phải mua cái mũ nó có cằm, đội cho nó chắc chắn, an toàn. Em đi vào hiệu mua ở hiệu con đường đấy, em đi vào hiệu mua mũ bảo hiểm thì em cũng chẳng biết là mũ bảo hiểm nó như thế nào, em cũng không biết chất lượng mũ bảo hiểm như thế nào, thì em hỏi là người ta bán ở hiệu thì người ta bảo là mũ này chuẩn, đặt yêu cầu đi gặp công an cũng chẳng ấy, người ta bảo là nếu có vấn đề gì thì quay lại hiệu mũ bảo hiểm để người ta tư vấn cho lại. Trên thị trường hiện nay, mặt hàng mũ bảo hiểm khá đa dạng, được bán tại các cửa hàng bán lẻ lẫn với các loại mặt hàng khác nên người tiêu dùng khá bối rối trong việc lựa chọn được sản phẩm chất lượng đạt tiêu chuẩn. Tuy nhiên, một số người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy khi tham gia giao thông lại coi nhẹ quy cách đội mũ bảo hiểm như không cài quay mũ hoặc để quay mũ lỏng lẻo, đội mũ bảo hiểm không vừa kích cỡ đầu. Những sai sót như vậy có thể sẽ khiến bạn mất mạng khi xảy ra va chạm. Hướng dẫn viên kỹ thuật của Honda Tiến Thành Lào Cai tiếp tục hướng dẫn các bạn về đội mũ bảo hiểm đúng quy cách. Xin chào các quý vị và các bạn. Tôi tên là Nguyễn Hữu Hạnh, hướng dẫn viên lái xe an toàn của Honda Tiến Thành Lào Cai. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn các quý vị và các bạn chọn một cái mũ bảo hiểm đạt đúng tiêu chuẩn chất lượng. Tại vì thời gian gần đây là trên thị trường có rất nhiều mũ nhái hàng chất lượng. Tôi sẽ hướng dẫn sơ qua để các bạn biết là để tìm cách lựa chọn. Và đây là cái mũ của Honda Tiến Thành Lào Cai được cung cấp bởi Honda Việt Nam. Thứ nhất, chúng ta chọn cái mũ là bộ phải bóng mịn và có tem đạt chất lượng tiêu chuẩn Việt Nam. Đấy. Sơn mũ phải bóng mịn và những các cái đinh là không được nhô ra quá 3 mm. Và thứ hai là chọn cái dây quay mũ, chúng ta phải chọn dây quay mũ là mịn và phải chắc chắn. Và cái thứ ba tiếp là chúng ta ấn cái xốp, chọn cái xốp trong này nó phải cứng và mịn để đảm bảo chất lượng. Và cái việc nữa là đối với những cái mũ có kính thì chúng ta phải chọn cái mũ là có kính, nó phải trong và nhìn nó rõ và để người nghe và nhìn nó rõ đường. Đấy là chất lượng của mũ đảm bảo. Các quý vị chúng ta đến Honda Tiến Thành sẽ được chọn được những mũ đảm bảo chất lượng nhất. Việc hướng dẫn đội mũ là gồm có 3 bước. Thứ nhất là chúng ta chọn cái mũ vừa đầu, chúng ta bỏ quai mũ ra và chúng ta đưa lên đầu và chúng ta xoay ngang lại, mũ vừa phải, tránh rộng quá và tránh chật quá, vừa phải. Và thứ hai là chúng ta sẽ cài quai mũ. Nếu chúng ta không cài quai mũ thì mất tác dụng, khi chúng ta sử dụng là mũ sẽ bị văng ra ngoài thì mất tác dụng. Và cái thứ ba là chúng ta sẽ cài quai mũ và chúng ta đưa hai ngón tay đưa qua cằm. Nếu mà đưa qua vừa phải cái cằm là quay mũ chúng ta đã đúng tiêu chuẩn. Và nếu mà không đúng tiêu chuẩn chúng ta có thể lới quay ra và hoặc là cài thêm vào. Để tránh để chặt quá thì chúng ta không thoải mái. Để bảo vệ tính mạng của mình, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, hãy chú ý lựa chọn cho mình chiếc mũ bảo hiểm đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng và hãy tạo thói quen đội mũ bảo hiểm đúng cách. Bản tin an toàn giao thông của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.